Chào cả nhà, lại là Toản đây. Toản chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Nay buổi chiều, nay Toản cũng sắp xếp tranh thủ làm gì sớm. Tại vì vợ của Toản cũng có mua hai con cá lóc, cũng khá bự. Đang chiều về nhà mẹ tổ chức nấu cháo cá lóc. Rồi bên mẹ cũng có mua thêm chân gà nữa, đang hấp hành, đang ăn gia đình cùng đoàn tụ ăn. Nên bầu đạt giờ Toản cũng đang mặc cái áo này, chút xíu chắc phải Toản tắm một cái. Rồi xong đi qua mẹ tổ chức ăn uống, mời cả nhà cùng đón xem mẹ mình làm như thế nào nha cả nhà. Xin mời. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay dâu mình có mua cho mình hai con cá lóc nè, đem qua nấu nồi cháo với mới chân gà nữa, hấp hành luôn. Đây mình nguyên liệu đây, mình nấu cháo đây, gạo đây, đường, bột ngọt, hạt nêm, hành, có ba cái gừng. Đây giá, dầu má, nguyên nấu cháo. Còn cái này chân gà hấp hành. Đây, tiếp tục đây mình để vô trong nồi nha. Ở nhà cùng xem nha. Đây, cá lóc. Nước sôi rồi nè. Giờ mình để cá lóc vô trong nồi nước nha, nấu cháo nha. Quá hài, cá lóc quá ngon. Mình theo dõi mình cái clip này nha. Nấu cháo, cháo cá lóc, đây chân gà đây. Con cũng hai đứa gái chị chơi nữa, mình nấu một cháo cá lóc cho nó ăn. Cháo này hành nhiều, tiêu rồi này kia đúng không? Chân gà này nè, chúc mình hấp hành luôn. Chào cả nhà, trong thời gian chờ đợi mẹ mình cũng đã làm xong một món đặc sản của miền quê, đó là cá lóc nấu cháo và chân gà hấp hành. Đây, mời mọi người cùng mình thưởng thức. Ở nhà cháo với mình nha. Đây, hôm nay mình có nấu cháo cá lóc mà với chân gà hấp mà hành nè, mà cả nhà dùng với mình. Mời cả nhà dùng cháo với mình nha. Mời cả nhà ăn cháo của mình nha. Con xin chào cô chú. Mời cô chú ăn cháo cùng con. Con xin chào cô bác. Rồi mời cô bác ăn cùng con. Con xin chào cô bác ông bà. Mời cô bác ông bà ăn cháo với con. Xin chào cô chú ông bà. Mời cô chú ông bà cùng ăn cháo với con. Okay. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà, ăn cháo vui với tôi, vợ chồng tôi, gia đình tôi. Em nãy con quay nghe giơ tay thì được rồi con. Thank you.
không hù. Được cá này không hù dần. Dạ, cá nó thôi. Không hù dần. Mời cả nhà ăn cháo cùng mình nha. Cháo là quá ok rồi. Nè tiêu. Tiêu vô coi. Mà hư, mà cả nhà ăn không cả nhà. Cháu của mình. Con bún không bạn? Con bún không? Ruột mỏi dữ vậy ta. Bữa nay mình về nhà tía mình với mẹ mình ăn. Cái bữa nay là mình quay là phòng ảnh là ở nhà mẹ mình. Chứ không ở nhà mình nữa. Bữa năm rồi mẹ không bún hả? Tại chiều là vợ mình cũng có mua cặp cá lóc. Thì tính về cũng làm đồ ăn thôi. Mà về đâu là có sự nóng bỏng tổ chức cho là nấu cháo cá lóc. Cái này cá lóc mồ quá mẹ không nấu cháo nào luôn. Hay ú hả? Cá lóc ú mẹ. Quỳ hai con. Mình cháu nóng rồi. Nóng mình đi rào á, mình thích. Chiều nấu tối tối mới ăn nhiều vô. Ừ. Ăn bằng đêm mình nên phải ăn gần nhiều chút cho nó ấm ấm tiền. Cá là bổ nhất cho đâu vào nửa xa lắm được vậy nha. Cháo mà đậu cháo bịch bịch cháo là liền bịch xong rồi. Cái món này nè cả nhà hay mà khó không thả đồ mà nhộn nhộn tinh tinh rồi ha. Sáng lại nấu một nồi cháo cho ông ăn là hết mình luôn á, là ông làm hết mình đó. Nhiều gà đi. Nhiều gà đi. Nó cháu hả? Cháu.
quá, nó xanh quá. Không tiếc, không có nước gì đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Hành không? Hành. Cái hành nó không hành nữa. Cái hành này. Còn bún rồi, bún còn hai đại bún còn. Dạ. À, cục cơm. Cháu con. Giờ gà dàn bánh trong nguyên mới. Giỏi đi. Anh đưa cái gì? Mâm ăn. Mâm nè. Còn miếng nước à? Con cá thêm à? Bún hả? Bún hả? Anh chẳng bán hay gì rồi? Bún không? Rồi thế. Được rồi. Được rồi. Giỏi. Quá nặng hết rồi. Gắp này qua đây. Giỏi đi. Giỏi. Ngoài chai nó hút còn. Ngoài chai nó bu nước cay cháu. Được rồi. Con trăng nó hả? Nó không đúng lắm hả? Chặt vô gà ăn vô. Giỏi đi. Tế đầu đi. Ăn nhiều gà đi không? Nhi, ăn nhiều gà đi. Mềm không? Mềm. Thái Dương, con nhiều gà hả? Mà cả nhà ăn cái món này không phải miền quê, cái món này là món đang thịnh hành. Giò gà hấp hành nghe cả nhà. Rồi ăn cùng mình. Ngon không? Ngon, thích mùi hôi luôn. Ngon, mềm. Mà thơm. Hành đưa vô thơm không? Để nó tiêu không? Có gừng hả? Đưa vô thơm. Món này thôi. Mấy ông mà nhậu thì gặp món này kìa. Thích thấy à? Thấm đường nào chạy nữa chứ. Mà nhà ăn không mà ngon nữa. Tí mình cũng biết nhậu nữa. Ăn đậu nữa. Ăn đi. Cái này không hả? Cứng quá không được. Ăn này là phải bóp tay nghe mọi người mới ngon. Gà nè em, mọi người á, mua về làm ăn á, nó hợp sinh hơn, chứ nó an toàn hơn. Khi mình đi ra mình ăn món người ta làm á, mình không biết được. Về nhà mình làm á, nó sẽ sạch hơn. Về mình còn ngâm muối nữa, chứ không phải mà về mình lại chế biến liền được. Chân gà này mà ăn chung với cháo nó cũng hợp nữa. Mùi vị nó hòa lẫn nữa. Clip đến đây cũng đã khá dài rồi cả nhà ơi. Bây giờ là gia đình mình phải xin tổng chào cả nhà, đặng hẹn cả nhà vào một clip mới. Thấy clip này mà có bổ ích, mà thấy những người cuộc sống thì cả nhà nhớ thấy đăng ký và nhấn subscribe và nhấn chuông để thông báo một cái video mới, để làm một cái động lực cho gia đình mình để làm một clip mới để hoàn hảo hơn và toàn diện về những cái món ăn ở thôn quê, ở gia đình cho các bạn cùng xem, hoặc là cô chú hay là ông bà. Nếu mà ông bà cô chú nào mà có điều kiện mà muốn gia đình mình làm những cái món ăn nào mà ngon đó, muốn làm món ăn đó, ông bà nhớ comment. Mình sẽ hứa, mình sẽ cố gắng hết mình
và làm cái clip thật là hay để cho ông bà cùng xem. Thôi đến đây cũng khá dài thôi, xin phép chào cả nhà. Xin chào. Xin chào.